Chị chào cả nhà nha. Hôm nay Tân có mặt tại nhà của bạn Hạnh. Các bạn thấy không? Có những cái chiến tích ở đây. Tổ mét 8 là hổm mới quay của hổm nè. Có mấy cái nóc ồng tổ ồng với các bạn. Hôm nay mấy anh em sẽ quay cái buổi gác kèo. Gác kèo ông mật cho các bạn xem để cho biết thêm cái nghề gác ông mật ở rừng tràm. Ở đây ở Sóc Trăng các bạn ơi. Còn ở nhà mình xem cái hành trình vui vẻ nha. Bữa nay thì cũng có mưa lá gác rồi. Chưa biết sao nữa. Và xem tiếp hành trình của hai anh em nha. Đây ổ ong đặt hổm mình bạn Hạnh mình quay Hạnh lấy trên cây sao này cũng mét mấy rồi các bạn. Hổm là cái ổ này tính cái bầu ở dưới này nữa, bầu dưới này nữa 8 tầng nữa là một cỡ mét 8 có đó các bạn. Hút đầu mình luôn á. Khủng khiếp cái ổ này. Ở đây cũng cái nắp nữa. Đây cũng một cái nắp để làm kỷ niệm lưu niệm. Ở đây thì có những cái phần này bạn Hạnh gửi cho mấy khách mua người ta muốn để làm thuốc đó cả nhà, để coi cái này bạn Hạnh đi rừng bữa nay có hai anh em đi dõi quay cảnh rừng cho cả nhà mình xem. Xong nước chưa chân hay chỉnh mưa giá đựng mưa hai anh em quay cảnh đẹp, mưa là không quay được nữa cả nhà. Tại mình vừa qua vừa sạc mình không có, nhưng mà mình cũng chưa có mua cái ớt chống nước nữa. Chắc không mưa đâu, tại mây thì gái đừng có mưa là ok. Này hai anh em đi đồ này là gọn luôn. Này chủ yếu đi gắt kèo. Hôm nay gắt nhiêu cây? Gắt 4 cây à. Vô cũng dọn rồi này kia cũng lâu hả? Chỗ có sẵn rồi. Sửa lại thôi đúng không? Đốn cây khác vô đây đó bị sụp rồi. Đây có bộ bàn ghế độc lạ các bạn. Đây làm cái này làm bằng xi măng luôn hả chú? Nãy con mới bước vô lúc ở ngoài không tưởng đâu là bằng cây. Dạ. Khá là đẹp ha. Nhìn giống là mấy cái gốc cây á các bạn. Bằng khủng. Đây cái bàn ở đây nè các bạn. Mình làm giống mấy cái mà bộ rễ rùa hương rồi các bạn, nhìn rất là đẹp ha. Hàng độc. Cô. Đây mẹ Hạnh các bạn ơi. Cái này mình gói rau ba cái rau này để mình bán chợ hả cô? Đi giao cho chợ này. Giao mối đi ha. Giao mối. Cái này mình trồng luôn hả cô? Trồng. Cái này nào không có hái luôn hay sao? Tới đợt. Cái đợt 4-5 chiến vậy đó. Dạ. Cắt rồi mình đi giao. Giao quá trời tươi luôn nè các bạn. Giao 25 ngàn 1 ký. Dạ. Cái này mình giao cho ngoài chợ rồi mối hay là mình giao trong chợ không? Giao cho mấy người ta giao cho chợ đó. Giao mấy người bán lẻ trong chợ đó ha. Đêm á. Chợ đêm hả? Chợ đêm. Chợ đầu mối mình đó gì? Chợ đầu mối đó tiếng bằng ngày à? Dạ dạ. Chợ đêm là bên chỗ chung cư bên đây đó, ngay cửa chung cư đây đó. Dạ dạ. Mỗi lần chợ nổi chứ xong giờ nó qua đó. Dạ. 1 giờ tới 1-2 giờ khuya tới 5 giờ sáng. Rồi bây giờ đi chú ơi. Dạ. Bây giờ anh em xuất phát các bạn ơi. Bữa nay hai bị mưa. Che máy. Mẹ đánh đường thủy. Đi đường thủy các bạn ơi. Anh em đi trở lại. Mùi quá. Đi trở lại quay cảnh nó đẹp. Đây là mình chơi quá. Ôi, ông vợ nãy xúc cá chục ngoài con cá sặc nè. Đây nè. Ôi, ghê quá luôn. Chết luôn. Hi vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều clip ủng hộ mấy anh em và chia sẻ clip để mấy anh em cố gắng làm nhiều clip hay hơn cho cả nhà mình xem nhé. Mua sườn bỏ yến xếp luôn đây đâu. Nó chỉ có vỏ cạn thôi. Bây giờ hai anh em xuất phát cả nhà ơi. Hi vọng sẽ quay clip hay cho cả nhà biết cái buổi đi âm của mấy anh em. Đó, buổi này buổi đi bắt kẹo chứ lộn. Đưa anh em vô rừng.
lên lên là nó rồi. Kìa. Mình đẹp xanh lẹ luôn lên lên đây. Bữa nào bữa nào đi săn đó. Chỉ nè, ông đi ông đi vòng bên kia. Ê, ông bay được rồi ơi. Nhảy giò à. Ông bay được. Rồi, phát hiện con cò mà nó gặp nè còn ná, nó ná ngon ha. Ừ, cái đó nó tại mình nắm lên cây nó mới bay á. Ừ. Nó, tại nó tôi biết thế nào để giờ nó còn bay à, tại nó nhảy được lên đó là bay rồi. Tại trong này nhảy giò nó làm không kịp á. Đây con cò thoát rồi. Tưởng đâu là lụm được con cò rồi. Mập cà bá luôn các bạn. Này đóng tự nhiên luôn ha. Đó, cùng mặt ở trên bự rồi đó. Ừ, phần ha. Tới được lá các bạn ơi.
đây bữa nay mấy anh em đi thời tiết khắc nghiệt rồi, ngay chân trời mưa luôn các bạn ơi. Đây bây giờ phải cưa kèo quá mũi các bạn ơi. Ui con mắt luôn rồi, biết mũi cỡ nào à. Cưa mình bắt để gắt kèo các bạn. Cưa 4 cây hả? À? Cái kèo thôi nhiêu mét? Tùy theo ở như cây này, tùy theo cây mình lấy thôi. Chứ không có gì tận mét. Nhiều quá các bạn. Có cưa bữa nay mài xong mét không? Ừ. Ghi nhẹ nhàng không? Nó mũi dữ thiệt. Cái tính như bữa nay không có mưa ha. Mưa rừng của nó thầy đó. Mưa này mũi nó ra còn cha nữa. Cái này mình phải lấy tới cái cọng trên nữa đó. Mũi đó nó bu luôn, cái máy quay luôn trời. Ghê thiệt. Nó không phân biệt từ đâu rồi, nó không. Rồi xe lấy xuống không được. Cây đó là được mấy cây? Cưa dạ. Cưa cái kẹo đâu dễ ăn đâu. Mũi nè. Xuống cảnh là phải leo trên đây cưa nữa nè. Ôi trời. Ngày bắt cờ ông nè các bạn. Ngày ngã ba đó hả? Quá trời mũi rồi. Chết banh tay chứ nè. Có bỏ chai thuốc ở dưới đó. Bỏ đi. Mà hai tay không vậy sao thịt. Qua cưa mỗi tay nữa. Ừ. Trời ơi, mũi nó buông nó cắn quá trời rồi các bạn ơi. Bữa nay cho tăng vô biết mũi rừng là sao. Nó biết rồi. Xách 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 quá. Đi tôi có kèo có nên tôi không à. Đây, một cây rồi các bạn ơi. Ở đây mũi nó cắn một đống luôn rồi, đống máu rồi, lít máu rồi đó. Quá. Đây, tiếp tục kiếm kèo nữa các bạn ơi. Có 4 cây mới đủ các bạn. Nói chung là cua ăn lắm. Đi nãy cũng đoạn đường khá xa, mũi nó chích ông nội ơi. Không tưởng tượng nổi các bạn ơi. Nhà mình lội thử một bữa biết rồi. Khó biết rồi. Đúng con kẹo rồi. Sâu lắm. Mũi các bạn ơi, quá trời. Ôi trời, con trai xịt mũi nữa mà chịu không nổi mà. Quá xa chịu hết nổi rồi bạn, mũi quá mũi rồi. Mình thì ghét cái vụ mà mũi chích ngứa. Ôi đây nó bu giò nữa. Chích tới con mắt luôn á. Nó cây thứ hai các bạn ơi. Ủa này cây đằng dài dữ vậy đó hả? Cắn mình quá trời đau rồi, ngứa vừa đau ngứa. Lấy khúc hả? Quá trời. Cái đây, mũi ở đây nó như âm mùi rẻ vậy các bạn ơi. Quá bù đen hết trơn. Trời nó chích không có đường gãy luôn. Đây, tiếp tục cái cây thứ ba các bạn ơi, mũi quá mình phải lội xuống nước luôn các bạn ơi. Rồi trời nó bu còn hơn là gặp ông cấu nội vậy. Mừng quá. Xưng miếng máu rồi, cho cắn miếng này. Bữa nay vô hiến máu từ thiện. Rồi cho cắn miếng này. Thấy cái đùi nó bò lên. Wow các bạn ơi, mũi chết chết luôn. Ở nãy mưa nó mũi mới dữ đó. Mưa, mưa nó ra các bạn, nó trong ổ nó ra. Trên đây nền này nó bật ra. Ừ. Nên tôi cái ổ ông chứ. Ừ. Ổ ông ở đâu? Đó là ở đây sao biết đường ra. Thiệt á. Nó này phải dành dữ lắm mới biết đường đi các bạn.
Thấy đây là lạc liền. Đi hoài, đi hoài không thấy đường ra. Đi vô bên sơn trên đó đảo hoàng. Cái cây kè đó để gắt hả? Là mình phải chổi không? À, quay cái clip này còn gấp 10 lần cái lấy âm âm gì á. Nó mù hơn âm gì á đi. Lỗi cũng bệnh luôn. Trời ơi, lỗi mà mũi chích nữa, phải không mũi chích cũng đỡ. Ôi, con treo trên đây nó còn chờ. Mà hỏi lên chỉ ra nó phải chưa nè. Thôi, mới mốt quay ở ngoài gần không có đi vô trong này. Ngán luôn. Ngán, ngán à, quay luôn. Ở trong. Trong này lội ngán, ngán thiệt không phải ngán chơi. Chứ mà nửa quá. Mũi gì sao, sao thổi thiệt chứ. Thổi gì mít không. Vô đây nó chờ như đi chay vậy. Ừ. Cây này nó sẵn nó ngã mình dọc luôn. Ông nó cũng về nó đóng nha. Ừ. Nhìn thấy nó kèo. Cái cây này nó về nó đóng rồi, nó mặt vô hơn kèo. Đây, tiếp tục các bạn ơi. Nếu mà mặt vô ngon lành lấy luôn á. Đây tổ mối có cái ổ chim có kiến này luôn nè các bạn. Đây lội theo bằng hẳn để đi thăm ổ ong các bạn ơi. Xíu bắt cào sao chịu hết nổi. Hồi chắc tôi thấy tôi quay một cây một chắc tôi ra ngoài sườn tôi giữ ngoại quá. Chịu hết nổi mũi quá. Chút xíu mình quay một cây kèo cho cái nhà mình xem thôi nha các bạn ơi. Mũi này nó hút máu quá các bạn ơi. Chịu không nổi luôn á. Tôi không có chịu nổi vụ mà ngứa ngứa nè. Chích còn hơn là mà kho máu mà từ thiện đi. Mình hiến máu nhân đạo thì ngưng rồi đó. Thấy rồi, tới ổ đúng không? Ê, dắt mấy cây ở đây ai. Ê, sao mà không vui không? Đó. Đóng lâu, đóng cả tháng. Ồ, làm rồi lấy cái đống nó tuột không gần tới góc luôn. Ừ. Ồ, làm rồi lấy mười mấy lít không hết cái mười mấy lít. Giờ mới mang ra các bạn ơi. Nó vừa nhậu chứ vừa ở vậy. Vừa trong ấm rồi chứ. Đây bây giờ hai anh em tranh thủ các cào quay cho cái nhà mình xem nha. Biết để biết cái nghề gắt cào ong như thế nào, cực như thế nào. Ở đây thì nãy đốn cây mình thấy là mũi nội mũi chích xong rồi muốn bệnh rồi đó các bạn. Ở nhà mình nuôi mà ông không có trả giá nha. Đừng có nói mà mắc rẻ gì nha. Này là ông rừng nha các bạn ơi. Ta chỉ gắt cào cho ông lại đóng thôi. Ừ. Vô nó ăn bông chàm nè, nó hút mật chàm. Khu này là một mấy cây kèo. Ừ. À, trong đây mà chưa kịp đói chết nữa là mũi chết chết à. À, mũi đây chết chết thiệt, không phải giỡn.
cây chở hai đầu ha. Có cái nạn đúng không? Ở đây đốn cây để làm cái chổi các bạn ơi. Nhờ chút xíu là có hai chổi hai đầu. Chút xíu các kèo như thế nào thì các bạn xem tiếp video nha. À, quay được cảnh mũi chết trời. Mũi nhỏ quá. Khủng quá. Nào phải cho Lenin đi theo nó. Nhút máu Lenin bớt. Cho Lenin thôi, giác trong đậu rồi tiếp đi. Ừ. Thôi. Hồi con giác nó vô cây này ra nữa nè, bệnh nữa nè. Rồi tới vô lên trên cây hồi giác trong đậu với giác cây hồi vô. Ừ. Có Lenin kiếm. Nãy giờ có màu gì nữa. Ừ, có Lenin nãy giờ. Còn cái kế bên không. Để kiếm tiền, đồng tiền không phải dễ nha các bạn ơi. Chua ăn lắm. Cuộc sống mà mưu sinh là vậy đó các bạn. Mình cũng vậy nữa, mấy anh em trong nhà YouTube mà mấy anh em lên chửi là cũng là tội mấy anh em đánh chịu nha, chứ mình ở đây muốn chết rồi đó. Tội đánh chịu nè. Đi quay một cái clip cho các bạn thấy không? Lặn lội mũi chích. Còn được chửi nữa. Được bị chửi nữa chứ. Sướng. Đó, còn mấy anh em làm nè, làm nghề nè cái này. Có kẹo chưa? Vợ con không có thấy cảnh này. Có ai mà anh em nào mà trong này mà nói vợ mà biết trong này làm gì biết sợ á. Vô trong rừng nghỉ mát. Này mình vô mình ghi hình cho mà mấy cô vợ ở nhà biết cái cảnh như thế này. Đây là gác đây cào đó hả? Không có bỏ đây để nó xuống nước nó hơi kẹo. Ừ. Chuyện nào gác vô lấy gác. Tiếp tục các bạn. Nó mũi nó bù còn ảnh. Gác đâu hả anh chị? Để dưới nước để nó đâu gác. Đi vô đây quay cái máy này nó đỡ cho rung lắc chứ ở trong này đi không được luôn á. Để nó nằm dưới nước rồi nó hôi cái vỏ rồi đâu gác được. À thôi anh không đóng ha. Mình phải biết khá là nhiều kinh nghiệm rồi. Giờ mình ra ngoài kia đó phải không? Đây cũng mình bác cũng có thiên nhiên luôn. Để mấy anh em mình gác ông. Này mình gác cho ông nó lại nó đóng thôi chứ mấy anh em cái này nhiều người không biết, người ta nói ông nuôi nha các bạn. Ông nuôi là nó khác, còn cái này trong rừng nha. Cái gì? Màu gì? Vậy là chim đỏ. Màu đỏ, chim đỏ. Chuyện nổi thiệt đó. Tôi phải nói tôi ghét cái vụ mà mũi chích. Còn cái chuyện gì à? Năm nay đốn chèo nhỏ rồi đó, năm rồi xuyên lên đốn về chèo mình lên giác nó không nổi. Chèo bự đang đa xài lâu đúng không? Ừ. Rồi đốn có mấy chày bằng cái phích gì đó. Ừ. Cái vỏ chở 4 chèo à. Rồi hả? Lên lên các bạn ơi. Rồi. À còn hơn đi bắt cá hôi. Ôi. Ôi các bạn ơi. Vô xăng, vô xăng. Hơi kẹo luôn. Đây giờ mấy anh em đi các bạn ơi. Ôi trời, ở đây thôi nghe, bye bye mấy em mũi nghe. Ủa hết nổi rồi. Ê, tạm quyệt đội quân ở đây. Trời ơi nó bu bằng ảnh nè các bạn coi nè. Gặp hơn ngon không rẻ nữa. Gặp đội quân đằng kia. Sợ cũng chết luôn. Đằng kia tới nữa hả? Còn nữa hả? Dễ vậy trong rừng chỗ nào mà không có mũi. Rồi phục vô trong rồi nó trọng. Vô. Cái này cậu mà sức sắp phèo hết mình mẩy luôn. Tắm luôn trước khi vô đây. Cái đội quân vậy. Ừ. Để nhắn vậy rồi.
Đây chào nhà nha, bây giờ mấy anh em đã thoát khỏi cái chỗ mũi ổ mũi đầu tiên. Nhà ổ mũi đầu tiên là thấy muốn ngứa nữa rồi. Giờ anh em sẽ đi gác kèo các bạn ơi, gác kèo ở chỗ khác. Nào mà muốn thoát khỏi ổ mũi là phải ra khỏi rừng. Ra đây mới thoát khỏi được. Vô nữa chứ bị vô nữa rồi. Các bạn xem tiếp video cái buổi gác kèo như thế nào các bạn xem tiếp nha. Thấy cực chưa? Đã cửa về giường. Nó biết cây mình đâu à? Mưa nữa các bạn ơi. Bữa nay bão hay gì? Có chuyện. Bữa nay bão hay gì mà mưa hoài trời. Nhắc cái gì cũng nhắc, nhắc ẩm chi. Đây bây giờ hai anh em xuống quay cái buổi gác kèo nè. Quay cây cho các bạn xem thôi nha. Xuống mấy anh em quay cây một rồi mấy anh em về chặt về nước ăn cái mấy anh em đi về luôn. Các bạn xem tiếp cái buổi chặt về nước của hai anh em nha. Về nước của ông nội để lại. Nói chung là đồ rừng các bạn ơi. Đồ cũ nè, năm rồi đóng. Đồ cũ hả? Ổ này gì dữ vậy trời? Ổ nó nhìn thấy tàn dữ. Đóng từ đầu đó lấy thục tới đít luôn. Ổ mới đậu về cũng nhỏ, từ từ cái đám lớn. Này, hy vọng cả nhà mình xem để biết thêm cái nghề. Được không? Ủa để đây luôn hả? Mấy anh em mình quay để cho cả nhà mình biết thêm cái nghề gác kèo ong ở trong rừng. Đây rừng của Thành Trị các bạn ơi, phân trình Thành Trị đúng không? Rừng Thành Trị ơi. Trước mình cũng có quay cái buổi đi lấy ông mặt ở đây qua cái kết đó các bạn. Kết bất quá, không bất ngờ lắm đâu. Kết nghe đùng đùng luôn. Ừ, đùng đùng. Bữa đó hai cái kết luôn. Về tới về gần tới nhà còn cái kết nữa. Bữa đó hình như là mấy cái thùng mật của mấy đó cũng xong luôn. À không, đậy nắp mà không biết có nước chưa không biết. Nghe nói về thắng nước màu luôn. Vậy hả? Trời, ổn hết biết luôn. Quân chứ ai? Quân bây giờ đi thở ru đó. Nó nói tại thằng kia kìa nó đứt lên cái mũi đó, nó đạp nó lấy cái cây ấy. Mà không tại nó bị ruột cái gì đó. Rồi chứng dịch nó không quay á. Nó qua đập á, nó bay qua đập á. Ờ, rồi cái chứng dịch nó không quay cái cũng hên mà thành xôi nữa. Kêu cái ông kia. Cái gặp ông kia ông chạy xe về cái mượn cái chìa khóa đó ông là có. Ông làm đem lại liền cho. Đẩy vừa lại để cho một cái một. Ông kia nó giới lên nó bước cái nó úp luôn. Đó tôi điện thoại bánh chứ. Mà điện thoại của nó còn quay được. Lấy điện thoại đó quay bằng nội. Lấy điện thoại lên quay luôn. Vậy để thấp gì luôn hả? Cố định nó để nó lăn lên kìa. Rồi con đậu vô mở lăn cái là rồi. Đây, đây là cái nghề gác kèo ong ở trong rừng của mấy anh em. Ở đây quê hương Sóc Trăng cả nhà. Trăng chơi hình bát không à? Ừ. Cà Mau rồi chơi chạm. Chạm luôn hả? Cái Âu rồi còn Sóc Trăng chơi hình bát không à? Hồi nãy giờ chưa có đi gác là các bạn biết đó, cái nỗi cực khổ của người gác kèo ong như thế nào đến khi mà lấy mật nữa. Lựa chỗ này là chỗ này ít mũi nhất luôn đó. Ở đây thì để cho mà ong nó lại nó đóng nè các bạn, nó tự đợi lại nó đóng. Cái này mình có bí quyết gì cho ong nó lại đóng không hay là sao ta? Hay nó về là nó về. Gì hả? Nhưng mà sao mà nó biết cái chỗ này để mà nó lại nó đóng ngay chỗ này ta? Năm rồi chỗ này nói năm trước đâu có kèo đâu. Cũng như là nó có ổ trước mình mới gác ngày đó không? Không, không có luôn. Năm mấy năm trước là nó không có kèo để đóng luôn. Năm rồi gác vậy đó, đóng. Cứ gác đại vậy đó ha. Ừ.
thế không hả, đâu được cái cây nè, hai cái cây kẹp thế. Rồi ổ này 8 lít mật các bạn. Hy vọng mấy anh em làm nghề này lúc nào cũng bội thu cả nhà ơi, tại vì cực lắm rồi cả nhà. Cái giá ong này nói chung trong rừng lấy ra thì cũng không có mắc lắm, cho nên là cái cuộc sống của anh em cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cũng cái nó đổ cái sức đổ cái sức ra quá nhiều. Nó giống vậy đó, cây cứ năm thì than lần, năm than lần đó. Ừ. Hoài tới năm như mình lấy được bao nhiêu, cả bao nhiêu lần ta? Có 3 lần, 4 lần. À, 3 vụ ha. Ây da mũi các bạn, e e e không? Nó khá hiểu rồi đó. Cái giọt cái cặn tử. Là nãy giờ lại em không chịu nói. Em báo gì trơn, nhưng mà hay. Rồi, em chóng cái cửa này, ông cái chuyện. Ừ. Nó dọn cho ông nó vô đó ha. Quá, nó đâu có chui vô. Ừ. Mình chui không lọt anh chị nó. Rồi. Hy vọng là ổ này nó sẽ về sớm. Năm rồi nó về tháng. Đây chỉ là xong cái phần gắt cà ông rồi đó các bạn. Đó, cả nhà mình thấy hài lòng chưa? Giờ đợi cho cái cục vàng nó nằm trên đó. Cái dùng của nước ngoài á, nó vàng trên tay á. Ừ. Đang bây giờ hai anh em còn các bạn ơi. Này biết mấy giờ không biết nữa, còn thời gian không, còn thời gian mình chặt về nước ăn chơi. Chặt nước ngoài rồi. Nó này xuống là xuống thẳng luôn. Xuống cái vỏ thì nó đã khó khăn rồi. Chi cái chuyện gì vậy? Đã phải vậy rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mấy anh em đi chặt về nước ăn các bạn ơi. Ăn chút xíu rồi mấy anh em về. Đi gần là phải trải nghiệm. Mình đói thì ăn về nước. À. Đây bây giờ hai anh em lên đường. Hôm nay đúng ra là có 4 cây đó, nhưng mà mình quay cho nhà mình biết sơ sơ thôi. Ủa chán quá chịu hết nổi. Vợ con đâu thấy cảnh này đâu trời. Chơi không được rồi. Phải ôm cua tốc độ là quéo bỏ rồi. Quéo liền.
lại giờ tới giờ nước các bạn ơi. Súp mà sôi. Ở đây là có cái sân sẵn luôn. Khỏi buộc luôn hả? Ây da. Trời trời, cái con sạc của tôi sạc pin độ mới sáng 19% sạc với còn 7% trời. Sao vậy? Không vô hả? Không ăn. Ừ. Nó sạc ngược qua cũng không có trợ. Để tiếp tục các bạn ơi. Đi chín giờ nữa. Này mấy anh em sẽ thưởng thức dừa nước của ông nội để lại. Này là của đời ông cha này. Này nói cho vui thôi nha cả nhà. Ý là dừa nước không có trồng ngày nào đó. Dừa nước này nói chung là của rừng. Ở ngoài nè, không còn gì. Trải nghiệm ăn dừa nước cái gì. Dừa trồng á mới còn. Chứ mà cái nào dừa thôi, ăn trải nghiệm được ơi. Nhỏ nhỏ được ơi. Đem về cho bà xã ngoài không? Thôi. Xong quá. Thôi, được rồi. Vô rừng mới có quà về trời. Thôi, bữa nào đi. Không? Bây giờ không có thời gian. Hả? Vừa nước coi nè các bạn. Người ta thử banh chứ. Ừ, mấy này già hết phải không? Vừa ăn là ta lụm hết rồi. Cái này không, cao thủ nhóc chứ. Ở đây vừa nước này nó mọc tự nhiên luôn các bạn ơi. Nó lụm cái nó, đây là cái cùi nè. À, cái cùi ở trong chính giữa của trái dừa nước này nó rụng rồi. Rụng rồi bây giờ nó xuống nước nè, nó kêu bằng là không lấy ông trong đây 12 cọng. Dạ, mũi chích vô mí mắt. Tôi đâu có xong mí mắt đâu kỳ vậy. Đây nè, nó lên nè các bạn, nó tự động nó lên đó nha các bạn. Lên rễ lên cây nó luôn á. Đây ai mà vô lấy chồng. Rồi già luôn. Già luôn hả? Vô đây cái gặp mấy anh chữ rồi. Chích. Trời ơi. Chích. Ê, cái mũi này cũng của ông nội nuôi. Trời ơi, là chung trái chồng á. Ừ. Thì lấy mấy cái mới cho nó kìa. Đó. Ừ. Ở ngoài này không còn đâu, đủ cái cá lụm hết lên. Ừ. Trời ơi, cái đụng. Dạ. Gặp mấy thằng mũi rồi. Ở ông gì đó, không lấy lên đó. Vậy đó hả? Vô đây ra đúng như nước thấy cái gì? Hay là đeo? Ây da, đây mũi quá các bạn. Nói túi vô gừng là gặp mũi là ngộ thiệt. Ở đây nó không có nổi tiếng gì mũi nhưng mà sao mà dưới Cà Mau chắc nổi tiếng gì mũi chắc còn dữ gấp mấy lần này quá ta. Rừng U Minh vậy đó. Người già không hả? Nếu mà không có gì ấy thì thôi. Cũng như đây là một cái trải nghiệm. Trải nghiệm mũi chích đi. Được hả? Rồi muộn rồi. Ôi quá mũi chích quá. Được không, đưa dao tôi cầm. Đó cầm cái dao cái mũi chích quờ cái lấy miếng thịt. Dao mèo đó. Dao mèo. Ê kỹ. Tập tạ. Đưa dao đây tôi cầm đi. Đâu có thử chế cho chắc ăn không. Đấy. Dạ không ăn nữa, dạ không ăn nữa. Thôi được rồi. Im rồi. Im rồi, trong trong im lắm. Im trong gieo, nó phải được ngầu trắng tươi đâu. Để cầm ra cho. Để thử rồi nè. Thôi quay coi. Ăn nổ quá. Dạ. Nghe chặt chứ sao vừa mà đa mà ra. Mũi chết. Bây giờ thiệt rồi. Tài rồi. Chặt chích ra ngoài chút. Sâu quá. Ráng đưa vào đây. Quá các bạn ơi, mũi. Trời ơi trời, cái tay nè, cái tay tôi quay nè, nó chích con nè 5-6 con nè. Nè. Rồi, thấy chưa? Chích mình 2 con nữa cho. Còn nhóc nữa nè, ra đây phủi nó ra cái quá trời quá. Trời ơi. Nó chích nó đeo hơn là mấy người nước ngoài gặp người Việt Nam về quê ha. Ôm hung rồi. Hung. Này nó như 10 năm xa vắng gặp anh em. View các bạn ơi. Đây mời cả nhà mình ăn dừa gừng nha. Dừa nước gừng với mũi nữa. Mũi chích nữa. Đây. Cứ đi chứ đi. Làm đi, làm quất hơi đi. Mời cả nhà nha. Ngon. Bữa nay không đi lấy ong, bữa nay đi giác ong rồi sẵn mình trải nghiệm thưởng thức cái
hương đồng cỏ nội. Cái này hơi cứng. Hơi cứng. Đó là nó cũng già, gần già đó. Tháng này có độ dừa nó già. Trời đang thu nữa rồi. Wow, đó mới ngon đó. Giờ nhầm lúc nó cái trên cái dưới nữa nó khác nữa. Dính tay. Dạ. Ăn đi. Còn hơn, còn hơn. Nhỏ hứng lại. Cái đó là ta đưa ngón tay vô tập thọt cái hứng cái miệng vô là nó không có chạy được. Tết nhìn ra ngon à. Ở trên nó ngon đó. Tại vì cái trái thử nãy mình nằm trên mà. Cái nó nằm ở dưới là ngon hơn. Tại vì cái bề trên này ánh nắng nhiều. Màu ha. Miếng nó dính trên này. Trời nhầm bài gì đó đi. Bụi bụi đó người ta phủi ra cái một. Mình ăn nha. Ăn gà trái thôi nghe cả nhà. Vừa này ăn nhiều quá đi nóng nổi. Nhiều quá nặng bụng. Ê nó già ơi. Nó tươi. Dạ khăn ơi. Ăn gà vừa khô. Đó dạ khăn rồi đó. Nó giống vừa khô thiệt chứ nữa. Cứ ngắt luôn. Cái bụng nó bé thế. Về miền Tây mới thấy cảnh này các bạn ơi. Trời ơi, nhiều gần gặp mấy cái này bỏ sao trời. Tiếc như trái luôn. Cái này bỏ cái gì. Ngon. Thế trẻ cái này cho vừa ăn cho không? Vừa đó, có nước rồi. Trẻ này xịt nước rồi. Nè. U này vừa ăn các bạn ơi, chứ phải vừa ngâm rượu nha. Vừa này vừa ăn nha. Mấy trái nó trong cùi này nó vừa ăn. Ngon. Phải rồi, nó nằm này bé này mấy dưới nè. Ở dưới nó mà nó già. Ở trên nó già không ơi. Trên này nó già là nãy mình thử cái trái nằm mấy trên. Còn nhiêu mình chở về cho vợ con đi. Chở lần nào nữa. Đem về cho vợ mà. Thôi làm phiến chở về quá. Ngon quá. Quất. Cái tay bấm vô cái miệng vô đây. Cho ông caramel miếng. Rồi, vợ gọi nó nhắc đi kìa. Mới nhắc vợ nhắc. Là ông này không biết đi có bẻ dừa cho mình không. Chiều... à, giờ mới lên xuống luôn các bạn ơi. Chiều bẻ hoài gì mà có bẻ đâu. Đem về đó em. Đây một cái trải nghiệm rất là thú vị. Bây giờ hai anh em về các bạn ơi. Mà có quà cho bà xã của ảnh rồi đó. Về là nó không có like đâu. Dạ không có like gậy vậy chứ. Nhưng mà coi clip này mốt nó còn cưng hơn. Đây giờ anh em xuống các bạn. Hi, xin chào cả nhà nha. Vừa qua cả nhà mình xem cái buổi gác kèo và buổi thưởng thức dừa nước ở trong rừng. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ hai anh em về các bạn ơi.